Mới đây tại Hà Nội, Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam ASEAN, VASEAN đã tổ chức gala dinner gặp mặt đại sứ các nước ASEAN mở rộng nhằm tăng thêm sự hiểu biết và gắn kết lẫn nhau, chuẩn bị cho những hợp tác sâu rộng năm 2023. Phát biểu mở đầu sự kiện, đại diện Hội VASEAN cho biết, năm 2022, Hội VASEAN đã tổ chức đoàn làm việc với một số đại sứ quán để tăng cường hiểu biết, giao lưu và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có điều kiện tìm hiểu về chính sách, môi trường đầu tư của các nước ASEAN. Và trọng tâm năm 2023 của Hội là tăng cường thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác và giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực, tìm kiếm cơ hội kinh doanh thông qua việc xây dựng trung tâm giao dịch và quảng bá sản phẩm tại các nước sở tại, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa các nước để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, xây dựng báo cáo thường niên về kinh tế, thương mại, đầu tư của các nước ASEAN, qua đó tạo ra sự gắn bó, chia sẻ lợi ích cùng phát triển giữa các quốc gia, góp phần xây dựng một khu vực ổn định, hòa bình và phát triển.